Đây, đi xuống hôm nay đang có hai ba người đâu ở miền Tây ra, có đi cùng một người con nữa anh. Ngồi bàn nào anh? Ở đâu? Có một chị, ở Chòi Vuông là ở đâu ạ? Em đang đi xuống dưới này à. Rồi, chào cô nhé. Chào cô. Bố có em này mà muốn đi theo sư Vinh Tạng đấy hả? Thấy chùi ấy cho mỗi đi rồi cho mỗi dính gì này nè. À, là đi cùng với sư Vinh Tạng luôn. Ý, sao sao mà xin mình lại được đi, xin được đi tập tu. Nhưng mà ý là sao? Đi đi đặng xin thầy có nguyện là được đi tập Nhưng mà bây giờ các chị có biết là bây giờ đang có biết là đang đang tạm dừng các thầy đang tạm dừng đi bộ hành biết chưa? biết là tạm dừng đi bộ hành rồi, nhưng mà lúc đó rồi cũng bỏ cuộc rồi. Là trước khi dừng bộ hành đó là có là thằng bé này đã tập tập đi là cả 10 ngày rồi, tập đi À như tập ăn một ngày một bữa. là để đi theo thầy Là chuẩn bị đi đó, là chuẩn bị theo 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 thầy. à cho Nhưng mà cho lúc em xin phép đó em hỏi một cái, ở đây ai là mẹ của tôi là mẹ. à chị là mẹ Tại vì lúc đó là các thầy đi về miền Tây, cho dạ nên vâng là lúc đó comment lên mạng là thầy đang ở ngoài Quế kia, đang xa hơn ngoài Huế nữa, ở chưa qua ngoài trước Huế. ngoài Huế là Quảng Trị Đúng rồi, Quảng Trị, đúng rồi Quảng Bình đó, dạ đúng Quảng rồi, Bình trước khi ấy đó là Quảng Bình chứ không phải Quảng Trị. dạ Quảng Bình là đã tập dạ rồi đặng vô còn chừng 600-700 cây nữa đi, chứ ngoài 1.000 mấy cây sao đi nổi. à Cho nên đó là chờ thầy đi vô gần gần, nhưng mà tập tập xong rồi chuẩn bị đi, rồi chuẩn bị 2 ngày đó. Ví dụ như bữa nay là tôi may đồ xong rồi phải không, Dạ. và là qua ngày sau nữa là thu xếp là gọn là đi, là khoảng chừng 700-800 cây là đi vừa rồi. Thì qua ngày sau thì gặp gặp chuyện rồi, Dạ. gặp chuyện rồi cũng tính bỏ cuộc, cũng tính bỏ À. cuộc. Nhưng mà thấy qua ngày sau nữa thấy thầy Minh Trí với thầy Minh Minh Tạng á, vẫn còn đi tiếp. Dạ. Giờ thầy không 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 có thầy nhưng vẫn còn đi tiếp, nhưng mà Dạ. lạc nhau Dạ. vẫn còn đi tiếp. Thì thế vậy thì thằng bé nó hô á, mẹ thầy Minh Tạng vẫn còn đi, thôi mẹ cho con đi theo thầy Minh Tạng đó. Thì biết được, tìm hiểu biết được thầy Minh Tạng với thầy Minh Trí đang ở Gia Lai. Dạ thì vâng. thì thì bữa đó là 2 ngày sau, là tính bữa nay mới đi nè, tính bữa nay mới đi. Nhưng mà nghe nghe một YouTube nào đó nói á, là Hai hai thầy thầy mà sẽ gặp ẩn nhau tu. rồi á thì sẽ đi ẩn tu Vâng. đó. Cho nên thôi, thà là bữa đó bữa trước thôi, phía này đi chứ không không đợi nữa, đợi sẽ trễ nữa. Bữa À. trước đi đã sẽ trễ rồi đó. Rồi thôi đi, xin đi luôn, là thu xếp là đêm đó đi luôn. Nhưng mà đi bằng cách nào mà ra từ Đi chị đường em hỏi là chị xe ở từ từ đâu đến đây ạ? từ Củ Chi, Củ Chi Từ Củ Chi. từ Củ Chi là khuya là 3 giờ chuẩn bị, là gần 4 giờ là bắt đầu xuất phát đi. Có nghỉ trưa một chút ở chỗ quán cà phê đó, rồi là tiếp tục đi, rồi ăn Đây là nha, 6 ghé giờ đó ăn. trai ạ. Lên tới đây là hơn 6 giờ. Nhưng mà đi bằng cái gì lên đây ạ? Xe Xe Honda. Đi bằng xe Honda. Ừ. Mà từ Củ Chi ra đây. Hai xe trời. Là ủa có cả mấy chị đi cùng ạ? À là Hai 4 người đi cùng. mẹ con một xe, còn hai chị em này một xe. Trời ơi. Đó, bây giờ ra đây thì hỏi thăm cái cô kia. Đúng là đi gần tới trên đường, gần tới ở trên Chư xe là có gặp Chư không Bư. Chư Bư là có gặp một tịnh thầy đi độ, xuống. tịnh độ đúng không, một thầy đó đúng không? Có một một thầy với có một một người thầy đi xách đồ đi đúng theo. rồi đúng rồi đó, thầy tịnh độ. Vậy Ừ, đó. tịnh độ. Rồi À. học sáng hôm nay là đi gần tới ở trên Quốc lộ 14. quốc lộ 14 á, tỉnh Dạ. quốc lộ Còn gì, khoảng tại quốc chừng lộ 10 14 cây còn14 8 9 xe. cây nữa, Dạ. là lên quốc lộ 14 rồi. Nhưng mà hỏi thăm những người 14 đó thì xe. người ta nói chưa có đi ngang đây, là Cứ nghe quanh nói ngược là ở dưới lại. đây, cứ quanh ngược lại. Quanh ngược lại thì hồi nãy có ghé ghé mua một quán tiệm quán cà phê gian đường nữa đó, hỏi thăm là người ta chỉ nhà nhà của thầy Minh Tể ở đây. Thì lúc đó là đang đi lên, rồi đi lên luôn, không chịu ghé đây nữa, không có quay xuống đây mà đi lên luôn. Đi lên đó gặp một cái chiếc xe khách giường nằm. Thì mình biết là xe khách giường nằm thì chạy đi khắp nơi rồi, cho nên là mình ghé mình kiếm tài xế mình hỏi thăm. À. Có kiếm tài xế hỏi thăm, nhưng mà vợ của chủ tài xế đó ra nói là ngưng đi 3 bữa nay. À. Ngưng đi 3 bữa nay rồi, cho nên là không biết, chứ trước đây là biết, ở trên kia, trên Huế chứ Dạ. không phải biết ở đây. Nhưng mà cái hành trình là các chị đây là đã biết là các thầy đã dừng đi bộ hành rồi mà vẫn đi ra. Tại vì nghe nghe bên Minh Trí với À. Mình Tạng đang ở Chư Dạ, Sê, Tạng dạ. ở Chư Tao Sê Chư Là Sê sợ ẩn vẫn tiếp tu. tục đi, Dạ. vẫn tiếp tục đi, cho nên là muốn con mình đi theo hai thầy đó cũng được. Gặp thầy Minh Tuệ thì càng tốt, nhưng mà không gặp thầy thì đi Không theo sao, hai đi theo thầy hai Minh thầy đó Tạng cũng cũng được được. Trời. À,
là mình từ trong Củ Chi ở đây, là hai chị này có phải là họ hàng gì với đây là mới họ hàng, còn đây là láng giềng. À láng giềng. Ủa sao lại mấy chị lại đi cùng nhau mà ra tận đây? Có thể chia sẻ một chút được không ạ? Muốn gặp là chị cũng muốn gặp thầy. Dạ, là các chị đã gặp thầy bao giờ chưa? Chỉ gặp trên mạng thôi đúng không? Đúng rồi, đâu có gặp, mình ở đó quá xa mà sao sẽ gặp được. Dạ vâng. Nhưng mà nói thật tình mà nói đi ra đây thì nghe các thầy nói là công an đưa đi quá xa nữa rồi không biết sao đây nè. Rồi thông tin thì giờ nó không có chính xác. Còn thông tin nó không chính xác đâu. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ các thầy vẫn đang an toàn, rồi là đang tạo ẩn tu. Nhưng mà mình không phải đi để thăm các thầy để... Đúng là nếu mà gặp được các thầy thì mình sẽ quý kính và nó nói là lễ bái các thầy, nó là ước nguyện thôi. Nhưng mà không gặp thì cũng được, không sao. Nhưng mà quan trọng là gửi thằng con trai này đi theo. Dạ vâng, nhưng mà cái lý do nào đó mà chị lại muốn con trai của chị đi theo? Thật ra tôi thấy cuộc sống này của tôi nha, trải qua quá nhiều sự cực khổ. Nếu mà đi theo con đường đó cũng không phải là sung sướng, cũng rất là cực khổ. Nhưng mà biết đâu sau này nó tốt. Tốt về sao? Nhưng mà cho em xin em xin phép ngắt lời em hỏi là đấy là cái nguyện vọng của chị hay nguyện vọng của em kia? Em kia. À. À em kia chứ mà trùng hợp. À tức là hai mẹ con đều trùng hợp, hai người đều muốn. Đúng tôi, nhưng mà chị còn phải nuôi con gái đi học nữa. Tôi thật ra tôi có trách nhiệm là nuôi hai đứa con, chứ không thì tôi đã đi theo luôn. Đã đi từ lâu. Nhưng mà con nhỏ gái lớn đang học 12, đang chuẩn bị vào đại học. Dạ. Cho nên là bắt buộc phải nuôi nó tiếp. Dạ vâng. Nên là bây giờ là chị đang muốn cho em này đi theo các thầy để có cái để học để mình đi theo mình tu học. Để đúng theo rồi, ví dụ như mà duyên học. Đi được thì cho đi học tu luôn. Nói chung không biết là em có thích nghi được dưới mấy thầy với môi trường tu hay không. Ừ. Nếu mà em đi được thì cho em đi tu luôn, còn nếu không được thì đi mấy tháng hè đi về. Dạ vâng. Đó, cũng không biết khả năng em có được 9 lên lớp 10. Nhưng mà đang học thì sao không để cho em ấy học đi bây giờ đi. Thật ra nếu như mà em nó muốn đi tu theo các thầy luôn á thì học cao cũng chẳng đi làm gì. Còn nếu như mà muốn đi trải nghiệm á thì đi qua 3 tháng hè này cũng tốt. Đó. Và... nếu đi qua 3 tháng hè này mà nó có cái tâm nguyện đi luôn á, có duyên để đi luôn á thì đi luôn là chị cũng ủng hộ. À nó như vậy. Chứ mộng về xa sau này nó tu để thành ông thành bà gì mình không có mộng đâu. Nhưng mà cuộc sống của phàm trần này chị đã từng trải qua quá nhiều cái tâm của mình đang muốn hướng đến để mình đi rồi. Theo mình học tu theo 13 hạnh Đầu Đà. Nhưng mà trước đây thì em này đã từng ăn một bữa, đã từng học về cái này chưa, đã từng hiểu cái gì chưa? Hiểu thì chắc chưa hiểu, nhưng mà học theo các thầy thôi. Học theo các thầy ăn một bữa nè, dưới đi một ngày hơn 20 cây số, là buổi sáng em nó đi hơn 10 cây, buổi chiều đi 10 cây, hơn 10 cây vậy đó. Dạ. Thì nó có học như vậy thôi, nó học qua được chừng 10 ngày đã từng tập tầm 10 ngày. Đúng rồi, hồi nào giờ đâu có biết gì chứ, mình hạnh Đầu Đà này là cái gì ở đâu chứ. Tại vì thầy mới lên mạng nổi chắc hơn nửa tháng đó. Tụi chị biết tới là chắc 20 ngày quá. Hơn 20 ngày thôi. Nên không có biết em phải không? Chứ nào tính giờ, từ đó tới nay là giờ toàn thế giới mình cũng đâu có ai đi tu mà hạnh. Lúc mà biết thầy á là thằng này nó còn đang đi học. Dạ. Đang học cuối năm. Cho nên là cũng không hề biết, sau này thì nó nghỉ hè về nó lướt mạng nó mới biết thì nó mới xin theo thì tôi cho đi thì thôi. Con bây giờ đi tập theo đi chứ từ bình thường vậy mình đi theo thầy làm sao đi được, mình phải tập trước. Nhưng mà ai là cái người đã nảy ra ý định để đi theo các thầy? Coi thấy thầy đi như vậy đó nó. À mà coi thấy thầy như vậy là nên là muốn đi theo là muốn. Vâng, đang muốn hỏi đó. Em này một xíu nhá, em có thể chuyện anh một xíu nhá. Em cho anh hỏi là em tên là gì? Em